công thức để mà mình làm sinh tố để mình kinh doanh nha cả nhà. Thì để làm cái sinh tố này thì trước tiên là phải có nước đường. Đây, cái nước đường này thì nước đường này em sẽ nấu với lại là nửa ký đường phèn nè, rồi nửa ký đường đường cát vàng hoặc là đường cát bình thường đều được nha. Nửa ký đường phèn, nửa ký đường cát và 700ml nước. Mình sẽ nấu cho tan đường trong vòng 3 đến 5 phút ha. 3 đến 5 phút rồi mình lượt lại nha cả nhà. Đó là cái nước đường dùng để pha chế nha. Đó, thì công thức em mới vừa nói. Sữa đặc, em sử dụng sữa ngôi sao và sữa tươi. Và các loại trái cây. Hôm nay thì em sẽ sử dụng là dâu nè, rồi kiwi nè, bơ nè, xoài nè, nho và sinh tố thập cẩm. Sinh tố thập cẩm thì sẽ gồm tất cả những loại ở đây. Thì em thấy á, ở Sài Gòn mình á, bây giờ nó ở trong mình á, thì sẽ bây giờ á, đã có cái loại công thức mà sinh tố mà dạng trái cây Hàn Quốc á cả nhà. Thì người ta sẽ làm từng ly như thế này nè, nhìn nó rất là bắt mắt và đẹp luôn. Đó, từng ly như thế này và người ta sẽ làm thập cẩm nữa. Đó, có thể làm từng riêng loại trái cây riêng biệt, xong rồi người ta sẽ làm thập cẩm như thế này. Đó, thì em thấy để như vậy nó sẽ bắt mắt và nó sẽ thu hút khách hàng hơn. Đó, thay vì là truyền thống thì mình khách mua gì mình bán đó, nhưng mà bây giờ thường là sự cái gì mà nó đẹp ba cả nhà, nó đẹp và nó bắt mắt thì người ta giới trẻ nó sẽ thích hơn. Cho nên là người ta sẽ kết hợp, người ta sẽ bỏ vô những cái ly như thế này và người ta bày trước những cái quầy hàng của mình á, nhìn rất là bắt mắt và đẹp. Cái này là xu hướng của Hàn Quốc đó cả nhà. Đó, thì em thấy Việt Nam mình cũng có rồi. Đó, thì hôm nay em chia sẻ cách làm sinh tố nha. Thì công thức cũng rất là đơn giản luôn. Để làm một ly sinh tố, ví dụ như là em làm sinh tố dâu. Dâu thì nó có vị chua nhiều hơn các loại như là bơ, xoài. Xoài là nó có vị ngọt rồi. Dâu nè, kiwi nó sẽ có vị chua. Cho nên cái công thức mà em xay sinh tố dâu sẽ là 30 sữa tươi không sữa tươi, 30 sữa tươi, sữa đặc và 30 nước đường ha. Còn nếu như mà chua như dâu nè, kiwi nè, em sẽ sử dụng là 40 nước đường. Nó công thức đơn giản như vậy đó cả nhà. Đó, thì mình sẽ xay thành những ly sinh tố, em sẽ làm luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ là xay cái ly sinh tố dâu trước nè. Thì để xay một cái ly sinh tố á, thường cái ly mình sử dụng ly nào thì mình sẽ sử dụng cái ly đó để mình làm nền nha cả nhà. Em sử dụng cái ly này để em múc ra đựng cái ly sinh tố, thì em sẽ múc một ly đá như thế này nha cả nhà. Đó, sử dụng ly nào thì mình sẽ lấy ly đó ha. Rồi em sẽ sử dụng là 30ml sữa tươi. 30ml sữa tươi. 30 dâu thì em sẽ sử dụng là 40ml đường nha. Tại vì dâu nó chua ha. Nhiều khi mình mua được dâu mà nó không chua thì mình sẽ sử dụng là 30 luôn. Rồi em xay xong ly dâu và tiếp theo nha. Rồi em sẽ xay xoài. Xoài thì mình sử dụng 30 đường nha. Xoài nó ngọt á. Mình sẽ sử dụng là 30 đường, 30 sữa đặc và 30 sữa tươi. Cũng một cốc đá luôn. Rồi
em sẽ xay tiếp bơ nha. Bơ là 30 sữa nè, 30 sữa đặc, 30 sữa tươi và 30 nước đường, một cốc đá. Em sẽ xay nho nha, nho kiwi. Cũng sử dụng nho nó cũng ngọt cho nên mình sẽ sử dụng là 30 luôn nha. 30 sữa tươi, 30 sữa đặc, 30 đường. Rồi em sẽ sử dụng là kiwi nha. Mình cũng sử dụng là 30 đường. Kiwi nếu mà nó chua thì mình phải sử dụng 40 đường nha cả nhà. Nếu mà nó chua 40 đường, 30 sữa đặc, 30 sữa tươi. Rồi, cuối cùng là ly sinh tố thập cẩm nha cả nhà. Sinh tố thập cẩm ha. Mình sẽ sử dụng là nước đường 30. 30 nước đường. 30 sữa đặc. Và 30 sữa tươi. Xong cái 246 ly sinh tố nha cả nhà. Thì đây là những cái sinh tố mà hot nè, thì em chia sẻ những cái món sinh tố hot và những cái các loại trái cây còn lại thì mình cũng làm theo công thức tương tự nha cả nhà. Nên rất là vui khi chia sẻ nhiều món ngon tới cả nhà mình nha. Và đây là một cái món mà mình có thể kinh doanh cũng rất là hot luôn á cả nhà. Cả nhà mình thử làm nha. Cảm ơn cả nhà.